Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3 và 16.10 của VNTV. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình điểm báo của buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chương trình này hân hạnh được bảo trợ bởi công ty Tony Trần với những sản phẩm rất tốt cho sức khỏe của quý vị. Moringa 950, đông trùng hạ thảo hoặc là sâm Hoa Kỳ cũng như là tinh chất nghệ. Ngoài ra chúng tôi có gửi sữa Ensure về Việt Nam với giá cả vô cùng phải chăng. Mời quý vị tìm đến với lại công ty Tony Trần. Số phone là 714-949-8688, 714-949-8688. Và tiếp đến nữa, kính thưa quý vị, mời quý vị ủng hộ cho Sun Power by Eco Solar. Quý vị cần có một system solar cho gia đình của mình, vừa tiết kiệm điện, vừa tiết kiệm tiền, lại nhận được những promotion vô cùng hấp dẫn. Mời quý vị tìm đến với lại Sun Power by Eco Solar. Số phone là 714-260-9577, 714-265-9077, 714-265-9077, kính thưa quý vị. Tiếp đến nữa là quý vị cần có một căn nhà trong mơ của mình để mà hoặc là quý vị làm refinance để cho tiền mortgage của mình hàng tháng được rẻ hơn, quý vị cần mua nhà đầu tư, mời quý vị tìm đến với nhà vàng Chu Tất Tiến và phần lời bây giờ vẫn còn đang rất tốt. Dạ. Cảm ơn Mỹ Linh. Thưa quý vị, cũng chỉ xin vắn tắt một chút xíu thôi, tức là cái vấn đề mà đi mua nhà hiện nay ở quận Cam thôi, chúng tôi nói ở vùng khác là rất là hot. Thưa quý vị, có nhiều nhà mới lên mà có 2 ngày là biến mất rồi. Thưa quý vị, thành ra những quý vị nào có cần, có nhu cầu nhà cửa thì xin liên lạc với một đại diện nào đó để có thể mua nhà ưng ý mình, còn nếu không trong tương lai những cái nhà đẹp và nhà rộng sẽ không còn nữa, thưa quý vị, chỉ toàn là nhà cũ xưa và những nhà nhỏ mà thôi. Nhưng trở lại cái bản tin về gấu, thưa quý vị, xin phép quý vị cho thêm một chút xíu nữa để nói chuyện với đồng hương một chút xíu, tại theo những cái kinh nghiệm của những người mà chủ những cái khu trại thiên nhiên cũng như là những cơ quan bảo vệ động vật hoang dã cho biết rằng là một khi chúng ta gặp gấu thì chúng ta phải giải quyết sao. Thứ nhất đó là chúng ta để phòng ngừa. Chúng ta đi khắp trại đứng bao giờ mà để thức ăn trong xe, không có để thức ăn, tất cả mọi thức ăn trong xe đều phải để trong những cái thùng mà thùng đá lớn kín mít, tức là không có mà hơi gì đó. Tại gấu đánh hơi rất là tài, nó có thể đánh hơi cả cây số. Cái việc mà để những cái can hộp những mở ra cái này kia là nó người thấy là nguy hiểm cho quý vị. Thứ hai là khi một chúng ta thấy rất là nhiều trường hợp nó đập vỡ nát xe rồi những cái cây, cả những cái xe mà xe RV, xe lớn đó, đập rát ra để tìm đồ ăn, thành ra chúng ta tuyệt đối là thế là đừng ăn uống bên cạnh xe của mình. Và khi mà ăn xong rồi gọn gàng tất cả vậy rác rồi chúng ta phải cất đi hết. Đó, quý vị thấy trong hình đó cả gấu con nó chơi đùa giỡn nó chơi đó. Nếu mà có một cái mùi thức ăn thì nó sẽ lập vào trong nhà đó, nó đánh luôn. Thứ hai đó là khi mà chúng ta đã gặp gấu rồi chúng ta thì làm sao, thưa quý vị? Thì có một cái biện pháp mà rất đơn giản nhưng mà tùy duyên, thưa quý vị. Khi mà gặp gấu chúng ta phải làm sao mà tỏ nó lớn hơn nó, tức là đứng hàng lên rồi la hét rồi đập dây tiếng động rất là ầm ầm lên, ầm ầm lên, hoặc là bắn súng lên trời, bắn thật nhiều cho nó hoảng, tiếng động nó bỏ chạy rồi thôi. Đó là thứ hai. Cái trường hợp thứ ba nữa là cùng lắm mà nếu mà chúng ta mà bị gấu tấn công vào thì đừng có chạy, đừng có chạy, quý vị, càng chạy càng núp, không chỗ nào mà núp được gấu, thưa quý vị, nó có thể leo lên cây rất là nhanh, quý vị chui trong bụi cỏ hay là gốc cây nó bỏ ra nhanh. Lúc giờ thì trường hợp bất đắc dĩ không còn một cái chọn lựa đó để cứu mạng mình, quý vị bắn thẳng vào đầu, đừng có bắn vào bụng, nó bắn bụng nó không phải nó chết hết. Đó, thưa quý vị, đó là những điều mà chia sẻ quý vị về vấn đề mà với gấu. Bây giờ lại sang một cái vấn đề, một cái quý vị nhìn thấy cái xe đó trên đài cho thấy gấu có làm tanh banh cái xe luôn, nó đập vá đó lấy đồ ăn. Thành ra nhiều quý vị ở Việt Nam chúng ta đi cắm trại á, về nhà than thở sao mà xe này bây giờ tan nát rồi, tại vì để thức ăn trong đó, đừng để bất cứ thức ăn gì mà có mùi trong đó, nó đánh hơi xa cả một vài cái số luôn, thưa quý vị. Do đó chúng ta đừng để, và tuyệt đối khi mà xe phải đóng cửa kính thật kín, tại cái mùi trong xe nó bốc ra từ khe cửa sẽ làm cho gấu nó tò mò tới, nó phá nát xe, quý vị. Bây giờ trở sang một vấn đề nữa, là một vấn đề không phải gấu mà là cá mập. Thưa quý vị, cá mập vừa rồi, cá sấu vừa rồi chúng ta thấy cá voi, rồi tới gấu, rồi bây giờ tới cá mập. Một cái người phụ nữ đang mang bầu rất là can đảm, thưa quý vị, đó khi mà đang cùng với chồng đi du ngoạn ở trên thuyền thì ở Marathon ở Florida, bất ngờ người chồng không để ý thì bị con cá mập tấn công, và người vợ không còn suy nghĩ hết, thật ngay lập tức nhảy xuống lôi ông chồng leo lên tàu luôn, làm rất là nhanh, là con cá mập nó bốc được ông chồng một ít nhưng mà không có chết, nó chưa kịp ngoạm hết thì làm vợ làm nhanh lắm. Đây là một cái hành động của nó vừa dũng cảm phiêu lưu và phải là sáng trí. Thấy cô vợ đó còn trẻ lắm mà nhanh lắm, vừa thấy chồng bị cá mập ngoạm cái là cô nhảy xuống có lôi ra liền. Đó là một rất hay, chúng ta cũng nên để ý.
Và một thêm một kinh nghiệm nữa, một những người mà bảo vệ thú vật hoang dã cũng như là những người mà chuyên viên đi giúp những người đi câu cá, khi cả cá mập làm gì cứ vậy đấm vào mũi nó, và nếu có bất cứ cái vật gì cầm camera hay là có cái súng gì đấm vào mũi nó bỏ đi thôi. Chúng ta không có thể đánh nhau với cá mập được, không giống tặc trăng nữa. Tặc trăng nhảy xuống lôi cá mập vật lộn tung lùm, không có chuyện đó thưa quý vị. Chúng ta đánh vào mũi nó sợ bỏ đi mà thôi. Dạ, và kính thưa quý khán giả, xin mời ban kỹ thuật cho mình lên bản tin số 5. Bản tin này liên quan đến có 20.000 lá cờ đã được đặt ở tại một cái khu mua sắm nổi tiếng nhất quốc gia ở tại National Mall để mà tưởng nhớ đến cái chết của những người nạn nhân đã chết vì COVID-19. Và nơi này thì Mỹ Linh cũng đã được ghé đến rồi. Nó nằm đây là một cái park, nó nằm ở ngay phía trước của cái khu vực gọi là National Garden, rất là đẹp. Mỹ Linh đã đến cái khu vực này để tường trình cho quý vị đó. Thì đến nơi này là 20.000 lá cờ của Hoa Kỳ đã được đặt ở ngay tại khu vực của National Mall như một phần của lễ tưởng niệm để tưởng nhớ hơn 200.000 người trên toàn quốc đã chết vì COVID-19. Cứ một lá cờ tượng trưng cho 10 người, và bây giờ 20.000 lá cờ đã được gọi là cắm xuống ở tại mảnh đất này để mà nhớ đến những người nạn nhân vì COVID-19. Và cái quỹ để mà có được 20.000 lá cờ này được fundraising, kính thưa quý khán giả, bằng cái fundraising của GoFundMe. Và đến đây thì người ta nói là cái sự thiệt mạng thật là đáng kinh ngạc, nhưng mà đây không phải là một điều không thể tránh khỏi. Và ở trong cái điều này thì người ta cũng trách rằng là chính phủ đã chưa có phản ứng đầy đủ về virus để dẫn đến hàng chục nghìn người tử vong. Rồi những nhà tổ chức gây quỹ cũng nói rằng chính quyền này đã không làm gì để mà tưởng nhớ đến những người đã thiệt mạng đáng kinh ngạc. Thay vào đó họ chọn cách hạ thấp, giảm thiểu rồi bỏ qua bất cứ điều nào có thể, cũng như là không có hạ cờ, không tổ chức lễ, không tuyên bố ngày quốc tang. Vì vậy mà các gọi là dự án tưởng niệm COVID-19 là tìm kiếm một cái cách nào đó đơn giản để mà tưởng nhớ đến những người nạn nhân của COVID-19. Đó là lời theo những người mà tổ chức ra cái buổi fundraising để mà có được những lá cờ này. Và họ đã gây quỹ được rất là nhiều trên GoFundMe. Và quý vị thấy hình ảnh những lá cờ đã được cắm ở tại National Mall, thưa quý vị. Thưa quý vị, một cái tin rất là quan trọng chúng tôi xin thưa quý vị ngay lập tức, đó là không thể chần chừ được, có tới 8.7 triệu người đã xin xin chờ cái số tiền 1.200 đồng không tới tay. Lý do là khai không có đúng, hoặc là khai thiếu sót, hay là cái gì đó, hay là không có account, có người là không có account, không có account thành ra không biết chính phủ bỏ tiền vào đâu. Do đó chúng ta nên nghĩa là liên lạc với những người nhân viên thuế vụ, những người nào có óc tình nguyện, có tinh thần thiện nguyện để giúp đỡ quý vị, để tìm cách lại khai lại hoặc điều chỉnh lại, hoặc là liên lạc với bên bên mà nơi cơ quan cung cấp số tiền 1.200 đồng này để người ta cho sửa sửa lại. Bây giờ hiện thời có 8.7 triệu người không nhận được số tiền 1.200 đồng này vì thiếu hồ sơ thiếu sót. Thực chất là hồ sơ thiếu sót, nếu như quý vị mà hồi giờ mình vốn khai thuế mà mình không có bank information thì cũng không có cần phải đáng lo ngại rằng là người ta sẽ gửi check đến nhà cho quý vị thôi, tại vì mỗi năm quý vị khai thuế. Nhưng mà riêng những người mà khai non-filler là rất là tricky. Nó có một cái câu trong cái hàng gần cuối, nó có một cái câu là somebody can claim you as a dependent. Tức là cái người nào có thể khai quý vị như là một người phụ thuộc vào họ hay không. Quý vị chỉ cần click vào cái câu đó mà quý vị bấm thôi là quý vị không nhận tiền được. Có cái đó nha. Cho nên là có những người gọi hỏi Mỹ Linh thì Mỹ Linh hỏi ra thì mới biết là họ đã bấm vào cái câu đó. Hoặc là cái câu bên cạnh của nó là hỏi là cái người phối ngẫu của quý vị có là một người phụ thuộc vào người khác hay không. Somebody can claim you as a dependent. Đó, khi quý vị click vô câu đó là quý vị không thể nhận được tiền. Và quý vị không sửa được luôn cho đến khi mà quý vị khai thuế vào năm 2020. Thì lúc đó quý vị sẽ được một cái gọi là credit. Thì ngay trên cái form của sở thuế, cái form 1040 của sở thuế, nó sẽ cho cái người khai thuế một cái dòng để mà report quý vị là quý vị chưa có nhận được cái tiền stimulus check, cái stimulus check của năm 2019, và đến năm 2020 thì quý vị sẽ được credit 1.200 đó. Có cái đó nữa. Cho nên là có nhiều người lỡ mà mình có những bác mà nên filler đó, tại vì hồi giờ không bao giờ phải khai thuế hết, rồi đang nhận SSI vân vân, thì quý vị không nhận được tiền thì phải dùng nên filler. Mà khi dùng nên filler, quý vị click vô cái câu đó một cái thôi là tiền stop lại rồi.
quý vị không nhận được đó. Quý vị cũng xin giải thích thêm một chút xíu, Mỹ Linh nói câu đó là có ai nhận quý vị gọi là dependent không, tức là quý vị có lệ thuộc vào ai? Đúng rồi, đó là có một người nào đó là quý vị phụ thuộc vào không, quý vị depend on người đó không? Lệ thuộc là nguy hiểm. Một quý vị independent, quý vị hoàn toàn độc lập trong hồ sơ thuế của quý vị, là quý vị click vô đó cái là quý vị xài. Cho nên quý vị không nhận được tiền. Tại vì mình đang depend on một người khác là mình không được tiền 1.200 đó. That's why. Nhưng mà nếu có người khác họ khai là tôi là dependent của cô Mỹ Linh thì sao? Dạ không được đồng nào. Dạ tại vì dependent Mỹ Linh đóng hết trơn. Dạ, nhưng mà đó quý vị thấy không, có những cái tricky vô cùng nha. Cái trong cái form của non-filler của IAS đó có những cái trick, quý vị chỉ cần click vô câu đó là quý vị không được tiền. Nhưng mà yên tâm không sao hết, nếu quý vị đã làm sai cái điều đó thì đến khi sai thuế năm 2020 đó, quý vị nhớ nói cái người làm thuế của quý vị để mà lấy cái credit 1.200 đó cho quý vị, chứ cũng không mất đi đâu đâu nha, quý vị cứ bình tĩnh. Dạ rồi, thưa quý khán giả, tiếp đến nữa xin mời ban kỹ thuật cho Mỹ Linh bản tin số 6. Bản tin này nói đến có một những cuộc biểu tình đã nổ ra ở tại thành phố Louisville, tại vì sau khi mà quyết định của một bồi thẩm đoàn nói rằng là cái chết của cô Breonna Taylor là một cái chết không liên quan đến cảnh sát và cảnh sát không bị buộc tội với điều này. Mỹ Linh đã gửi đến cho quý vị bản tin này nhiều lần, là vào tối ngày 13 tháng 3 đã có 3 viên cảnh sát thực hiện một cái vụ khám xét một cách bất ngờ, và cái đó là lệnh gọi là no knock door, tức là không có cần phải gõ cửa, một vụ ập đến bất ngờ. Thì đến nhà của cái cô gọi là Breonna Taylor này, cô là một người y tá ở trong cái phòng cứu cấp và cô là 26 tuổi. Thì cảnh sát trong cái vụ giàn co này đã bắn 5 phát súng vào cô và cuối cùng thì cô gái này chết. Dạ, nhưng mà trong những viên cảnh sát mà tham gia cái vụ bắt giữ đó là 3 người, thì cả 3 đều không có bất kỳ một cái gọi là một cái phạm tội nào, không có bị bất kỳ một cái cáo buộc nào hết. Cả 3 đều đi làm việc bình thường. Chỉ riêng có cuối cùng bây giờ thì chỉ có một người là tên là Brad Hankinson, là vừa qua trong đại bồi thẩm đoàn đã quyết định là cái người này là đang tạm thời bị dừng chức vụ rồi. Thì viên cảnh sát là Brad Hankinson này bị buộc 3 tội danh với tội gây nguy hiểm vì đã bắn đạn trong một cuộc đột kích, nhưng mà không phải đột kích vào nhà cô Breonna mà là vào nhà hàng xóm của cô này. Dạ, đó cho nên là như vậy là những người cảnh sát mà liên quan đến cái chết của cô Breonna đều không bị cáo buộc bởi một tòa án của đại bồi thẩm đoàn. Chính vì như vậy mà người dân ở tại khu vực của thành phố Louisville, là nơi quê nhà của cô, rất là tức giận và những cuộc biểu tình đang nổ ra một cách khủng khiếp ở đây luôn. Và người ta lo ngại rằng có thể trong những ngày tới những cuộc biểu tình này còn dữ dội và những building của Federal đều đã đóng cửa ở ngay tại thành phố này, thưa quý vị. Như vậy chúng ta cũng có thể nói một câu là chúng ta có nhiều khi nghi ngờ cái tác dụng của bạo và tổng đoàn luôn đó. Trong vụ này như Mỹ Linh nói là tới 4 người bị cùng tham gia vào cuộc tấn công này, mà có một người bị phạt rồi ba người kia. Có 3 người kia thì hoàn toàn thoải mái, bình thường. Không có tội. Dạ, tại vì nói là tại vì lúc đó cảnh sát được lệnh là ập vô bất ngờ, nhưng mà lúc đó cái người mà cảnh sát bắt á, liên quan đến cái vụ ma túy đó lại không có trong nhà của cô Breonna này. Đó cho nên là cái vụ này rất là rắc rối và dẫn đến một cái cuộc biểu tình rầm rộ của người dân. Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bản tin của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một ngày thật an lành. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn. Đến bao giờ trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang, đường mòn quanh có ôm chân hàng tre thắm, nghe gió chiều nhẹ đưa. Đến bao giờ ta được nhìn ta được nhìn ta trong niềm vui phố xưa, cô em đôi mắt ướt mang sầu chia ly, ra mừng đón anh về. Quê hương ơi Việt Nam nước tôi mong ngày về từng phút người ơi. Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi già.
đời. Bây giờ mình đã đôi nơi, bây giờ buồn lắm người ơi. Thương cho ai chờ mong héo hắt, nhắc qua để rồi đêm xuống ngầm ngùi.